Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay thì mình cho các bạn xem một cái mẫu súng đo nhiệt độ hay là cái dụng cụ để chúng ta có thể đo nhiệt độ. Ở đây thì sản phẩm này của hãng Unity. Thì mã hàng của sản phẩm sẽ là UT300A+. Đây là một cái dụng cụ để check the mic and make sure it sound right, boy. Anh em chúng ta có thể là chúng ta sử dụng để đo nhiệt độ của những cái chiếc máy móc thiết bị sử dụng trong công nghiệp, hay là anh em mình để đo nhanh những cái nhiệt độ cao, và chúng ta không sử dụng cái súng đo nhiệt độ này dành cho thân nhiệt, bởi vì cái súng này không phù hợp cho chúng ta đo thân nhiệt ha. Anh em mình sử dụng đo cho những cái máy móc thiết bị, anh em đo những cái motor, những cái vòng nhiệt, những cái thiết bị làm nóng bên trong nhà xưởng, hoặc là anh em đo máy ton, ứng dụng và đo máy ton, hay là anh em làm xe vân vân, thì mã hàng của sản phẩm sẽ là UT300A+. Thì đối với dòng sản phẩm này rất là dễ dàng sử dụng, anh em chỉ việc lắp pin vào, đây ha. Chúng ta sẽ mở này ra, chúng ta nảy nó ra như thế này. Đây thì bên trong sẽ lắp hai viên pin, anh em mình sẽ có cái nút để chúng ta chuyển đổi giữa hệ số nhiệt độ đo là độ F hoặc là độ C. Thì khi chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ chỉnh cái nhiệt độ F hoặc C, tùy cái nhu cầu của anh em, mà thông dụng chúng ta sử dụng nhiệt độ C. Khi anh em đo thì chúng ta chỉ việc bấm một lần là cái tia laser nó sẽ hiển thị đến cái vị trí, cái điểm để chúng ta có thể là xác định vị trí đo, và chúng ta thả tay ra thì trên màn hình sẽ hiển thị cái giá trị đo, và màn hình hiển thị giá trị đo được lưu lại. Khi anh em mình muốn đo cái thứ hai thì chúng ta sẽ bấm tiếp, nó sẽ hiển thị cái dấu chấm. Còn khi chúng ta thả tay ra thì nhiệt độ sẽ tự động lưu lại trên cái màn hình hiển thị bằng cái nút hold. Thì chúng ta nhìn thấy ở phía trên, chúng ta thả tay ra vẫn hiển thị nhiệt độ, đó là nhiệt độ mà chúng ta vừa đo ở lần sau cùng. Và đối với dòng sản phẩm này thì nó sẽ tự động tắt khi cho nên mình để lâu. Nhiệt độ đo là từ 20 cho đến 400 độ C. Âm 20 độ cho đến 400 độ C đối với dòng sản phẩm này. Và dung size của cái sản phẩm này sẽ là cộng trừ 2 độ C, cho nên anh em mà sử dụng để đo trong công nghiệp, anh em sử dụng đo trong các công việc mà anh em cần kiểm tra nhiệt độ của những cái thiết bị máy móc, hoặc là những cái môi trường làm việc với nhiệt độ cao. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy, mình ví dụ trong một cái môi trường tủ lạnh đi, mình bắn một cái lần, và khi chúng ta bắn xong rồi chúng ta thả tay ra thì nhiệt độ sẽ được lưu trên cái màn hình. Chúng ta thả tay ra là nhiệt độ sẽ tự động lưu. Chúng ta lấy cái thiết bị ra ở khu vực, khỏi cái khu vực cần đo thì chúng ta sẽ nhìn thấy được, nên chúng ta không cần phải để chết một chỗ. Chúng ta chỉ bấm xong ta lấy ra là sẽ được giá trị đo hiển thị trên cái màn hình của sản phẩm luôn. Thì anh em mình có thể dễ dàng sử dụng cái thiết bị này trong nhiều cái điều kiện khác nhau, cũng như nhiều cái công việc khác nhau, ứng dụng tùy cái công việc của anh em cho nó phù hợp. Chúc anh em hẹn gặp lại.